Xin chào các bạn, hôm nay cuối tuần tiếp tục giao lưu nho thân gỗ với các bạn nữa nha. Hôm nay mình lên được 11 mã các bạn. 11 mã gồm có nho tứ quý với nho 12 vụ ha. Hôm nay cái lô hôm nay thì nho tứ quý nhiều nha các bạn. Thì cái lô hôm nay có nho tứ quý lô 2 triệu rưỡi nữa nha các bạn. Có một số cây cũng đang ra trái nè, mình đem ra quay cho các bạn xem ha. Trước mắt mình là một cây nho tứ quý lô 2 triệu rưỡi ha các bạn. 2 triệu rưỡi, thì cái lô 2 triệu rưỡi này là nó già cây rồi, cho nên trái nó rất là nhiều ha. Mới tỉnh cây mà nó ra trái ra bông nè, bông thì quá trời luôn nè. Về các bạn sang chậu các bạn thêm chất trồng cho nó ha, là nó sẽ ra bông nhiều hơn nữa. Già cây thì ra bông nhiều lắm, do nó mới lúc mà vận chuyển nó bể bầu các bạn, bể bầu nè. Nhưng mà mình cũng gắn để nguyên vậy luôn, mình dưỡng cây lại thì nó ra bông lại ha. Ra bông ở dưới gốc luôn nè các bạn, thấy không? Da nó sần sù luôn các bạn, sần sù là chứng tỏ là già cây lắm rồi các bạn. Da nó lên mụn cám hết rồi. Đây nè, quay kỹ thì các bạn thấy bông rất là nhiều, nhánh nào cũng có bông hết. Này nè, hổm gài thì anh em cũng mua cái lô 2 triệu rưỡi này rất là nhiều ha. Lô này là lô tứ quý, lô zin nha các bạn, lô zin nha, tứ quý zin chứ không phải ghép nha. Tứ quý nguyên thủy, cho nên cái giá nó sẽ cao hơn cái lô ghép một tí. Cây này thì dáng bonsai nha các bạn, nên nó thoát thân rất là lục luôn nè, thoát thân siêu lùn luôn. Lùn lực ha các bạn. Đế phình, lùng lực thân phình ha. Đó, đưa làm hai nhánh ha các bạn, hai nhánh. Rất là già cây. Bông già luôn các bạn, bông già ha. Thì hiện tại thì trong vườn mình có một số cây cũng đang bông già và đang lớn các bạn. Đang lớn thì nó sẽ ra bông, nó già cây thì bông nó sẽ nhiều hơn ha. Cây này là dáng bonsai, cây kiển cho nên nó lùn. Dáng lùn. Mấy cây này là người ta đã đài chậu nó ngay từ nhỏ rồi, cho nên dáng nó lùn ha. Nhưng mà được cái là tàn rất là đều các bạn, tàn rất là đẹp, đang ra tược luôn ha. Nó ý là bể bầu rồi đó, nhưng mà nó vẫn nuôi bông, nuôi trái, nuôi tược bình thường ha các bạn. Do mình để cố định đó, thì sau cái video này mình sẽ lên cho nó một cái chậu đẹp đẹp một tí, hoặc là mình vô phân lại cho nó ha các bạn. Đó. Rồi khi vận chuyển thì mình sẽ nịch lại cho nó cố định gốc cái nữa, chứ không phải là mình để gì mình vận chuyển ha. Cây đi đường xa nó sẽ bị mất sức thôi, chứ nó không có ảnh hưởng cây chết các bạn. Tại vì cây to là nó đi 2-3 ngày, 3-4 ngày bình thường các bạn. Nhiều khi mình giao ra ngoài Hà Nội và Bắc thì đi 4 ngày bình thường ha. Cây này cái chiều cao cũng mình nói nó thấp nhưng mà nó cũng khá cao các bạn. Nó cao qua đầu mình, nó cái tượng lên tới qua đầu mình luôn. Rồi cái tàn thì nó ngang cái cường cổ mình ha, là tầm 1m3, 1m4 lần các bạn ha. 1m3, 1m4 lần. Nhưng mà cái dính cái đỉnh nó cũng là cái dáng lùn các bạn, dáng bonsai nữa các bạn. Mã 1A nha, lô 2 triệu rưỡi nha, kèm quà tặng nha các bạn. Rồi tiếp tục là cây 11B nha các bạn. 11B là lô 12 vụ ha. Cây này tàn cũng khá đều nè. Chiều cao thì tầm khoảng chừng 1m1m2 đổ lại thôi. 12 vụ lô 1 triệu mốt bao ship ha. Cây cũng đang trái nha các bạn. 12 vụ đang trái, đang bông li ti nhóc nha. Bên này cũng có bông nữa nha các bạn. Hôm gà anh em cũng mua cái lô 12 vụ, lô 1 triệu mốt thì cũng khá là nhiều nè. Anh em không có điều kiện mua cây to 2 triệu rưỡi như hôm nãy thì mua cây lô 2 triệu mốt ha. Một cốt đi lên nhiều nhánh ha. 11B các bạn, 12 vụ lô 1 triệu mốt. Rồi, bên cạnh đó thì mình cũng có soạn ra được hai cái cây giá tứ quý giá sinh viên các bạn. Thì hôm ngày cây tứ quý giá sinh viên nó cũng ra trái lác đác á. Hôm nay cũng có soạn ra được một số cây đang ra trái nè. À, trái nè các bạn, trái cũng khá là to ha. Cái này nó đang thiếu phân đó các bạn, về lên chậu các bạn thêm phân chất trồng cho nó nhiều lên một tí ha. Cái lô mà lô tứ quý sinh viên này á, thì cái cây nó thẳng phân hả các bạn, cái cây nó thẳng ha, và nó cao tầm khoảng chừng 1m4 ha, hơn có khi hơn 1m4 luôn các bạn. Cây này là cao qua đầu mình luôn nè, nó chỉ có một chớp tàn ở trên đây thôi. Còn phần dưới đây thì trống nè ha, mình dẫn ra trái bình thường nha các bạn. Cây là lô 600 bao ship nha các bạn, 600 bao ship. Cây này thì các bạn chủ yếu là chơi trái thôi, chứ còn chơi dán thì không có chơi được nha. Cái dán này nó thiên dán thẳng thôi. Các bạn trồng sau vườn thì chủ yếu là mình chơi trái thôi. Còn chơi dán thì mình chơi mấy cái lô mà 1 triệu mốt này nè. Lô 1 triệu mốt này là chơi dán mới đẹp. Đây bên đây cũng có một cây
mã 5A các bạn, mã 5A. Cây bên đây thì là mã 4A. Rồi, cây 5A thì nó cũng là cùng một lô tứ quý ha, cũng đang ra trái nè các bạn. Đang ra trái ha. Tứ quý lô đây bông nhất nè. Thì nó cũng ra mấy đợt rồi. Thì đợt này là đợt kế tiếp của nó nè. Với lại đang qua đợt của mấy cái nho cũng đang qua đợt các bạn, cũng ít cây đang trái ha. Cho nên mình không có chọn ra nhiều ha. Cũng đang qua đợt. Đợi cần giữa tháng đi, nó đang nhú bông á, đợi giữa tháng là sẽ ra trái nhiều ha. Mình sẽ quay cho các bạn xem, bên đây có một trái chín nè. Đó, bên này có một trái chín tím đen ha, tứ quý là tím đen đậm vậy đó các bạn. Trên đây thì cây này thì cũng tự tựa vậy, nó cũng có một chớp tàn ở trên đây ha, một chớp tàn trên đây. Và ở dưới đây thì nó cũng có nhánh nhiều hơn cái cây bên đây một tí ha các bạn. Mã 5A 600.000. Tiếp tục là cây 12 vụ. Cái này đặc biệt là có một cái bộ đế nè. Một bộ đế nè các bạn. Anh em là chơi đế thì chơi cây này ha. 13B, mã 13B, 12 vụ. Lô 1.1 bao ship ha các bạn. Cây này cũng đang ra đế nè. Bộ đế ở ngoài nhìn to lắm nha các bạn. Nó có một cái thoát thân đi lên hai nhánh ha, thoát thân đi lên hai nhánh rồi có đế ha, nó cái dáng kiểu như dáng hình thú vậy. Đó, giống như thú ngồi ha. Cây này thì nó tàn nó ít các bạn, tàn ít 13B, cây cũng đang trái ha, 13B đang hoa nè, nó là quality nhất nè, nó đang trái đang hoa 13B. Chiều cao của nó thì nói chung ngang đầu mình đó thì cũng tầm khoảng 1m3, 1m4 ha, 1m3, 1m4 hơn ngang đầu mình, có chớp tàn trên đây. Quay hướng này vô cho các bạn xem ha. Rồi tiếp tục là cây bên đây là mình có soạn ra một số cái lô tứ quý ha, cái lô 1.3 ha, tứ quý 1.3, lô già cây các bạn. Đây là lô 1.3 nè, còn đây là lô 2.5 nha, 2.5. Còn bên đây là lô 1.1 ha, lô 1.1 thì nó cũng nó non cây hơn cái lô 1.3 một tí ha các bạn, non cây hơn tí, nó non cây hơn thôi nhưng mà nó vẫn cũng vẫn ra được trái rồi các bạn, nó cũng đã ra được mấy đợt trái rồi, chỉ nó non nó nhỏ tuổi hơn một tí thôi. Đây, lô 1.3 nè, bắt đầu mình vô cái lô 1.3 này đi ha. Cây 16A ha, 16A, cây này cũng đang ra trái nè. Tại vì do là nó mới hồi phục nên ra trái ít nha các bạn. Để khoảng chừng thêm tầm khoảng chừng 1-2 tuần nữa đi là nó sẽ ra trái bông nhiều lại ha các bạn. Nè các bạn thấy nó già cây đó, nó mụn cám hết rồi. Mụn cám này là cái đợt trái của nó đó, đợt trái trước của nó là nó ra mụn cám. Góc là nhìn góc là nhìn thân là biết là cây già cây rồi. Đây nè, ra mụn nhóc chân nè. Cây này thì đang sung sức lại, mới nuôi tược lại cho nên nuôi trái hơi chậm. Về nào nó khỏe là nó nuôi trái lại các bạn. Cây mã 16A. Cây này thì nhánh cám rất là nhiều, mình không có tỉa nha, mình để nguyên. Tại vì nó đang hồi phục lại thì mình không có tỉa. Tỉa nó sẽ mất sức rồi nó mất, nó nuôi tược lại nữa thì nó chỉ chậm trái nữa. Cho nên mình không có tỉa nha. Về các bạn có thể tỉa nha. Khi mà các bạn lên chậu, nó thuần chậu rồi á, nó thuần chậu nó ra tược giống gì rồi nè, thì các bạn có thể, cái tược nó già các bạn có thể bị tỉa bớt bình thường nha. Mình chơi nhánh chính thôi. Tại vì mình đang trong cái giai đoạn dưỡng cây thì mình không nên tỉa ha. Thường thường thì nho, thì nho ăn gỗ thì các bạn tỉa mấy nhánh cám này, chơi nhánh chính. Khi mà cây nó đã thuần chậu rồi thì cứ tỉa thoải mái ha các bạn. Còn cây này nó mình đang dưỡng chưa có thuần chậu nè, cho nên mình không có dám tỉa nhiều. Cây này tàn cũng khá là ok ha. Mà các bạn yên tâm, cây mà nó đã thuần chậu rồi thì nó sẽ ra trái lại ha các bạn. Cây này tàn rất là đều nha, cây này tàn đều lắm, tàn tròn luôn, đều luôn. Lô 1.3 bao xiết nha các bạn, tứ quý lô zin nha, tứ quý là lô zin nha các bạn. Rồi tiếp tục là cây mã 20A, 20A cũng là lô tứ quý zin 1.3. Đây thân cây rất là già ha,
cám nè, già cây lắm rồi. Cái cây này về mà nó ra bông là nó ra ngạt bông luôn á. Đang có một trái xanh lủng lẳng, một trái xanh. Nhiều anh em hay nói là sao nó ít trái vậy, không phải là nó ít trái đâu các bạn, có thể là nó chưa có nuôi trái lại nhiều thôi. Nhưng mà một khi nó đã có đợt trái rồi thì nó sẽ ra trái bình thường, chứ không phải là ít trái đâu. Có khi nó đợt này nó ít, đợt sau nó nhiều vậy đó, chứ không phải là đợt nào nó cũng như vậy. Ví dụ như giờ mình quay các bạn thấy nó trên cây nó có trái đúng không, nhưng mà nữa cái đợt sau các bạn nó tốt, nó tỉnh cây hoặc nó thuần chậu hoặc nó nuôi cây lại thì nó sẽ ra đợt sau nó sẽ nhiều hơn đó, đợt đầu. Ví dụ ra đợt sau nó được 5-6 trái, đợt sau nữa nó khỏe cây nữa thì nó ra thêm vài chục trái vậy đó, từ từ vậy đó. Chứ không phải là đợt này ra trái đợt sau nó cũng ra một trái nữa nha các bạn, chứ mà nên các bạn cũng yên tâm ha. Nhiều khi anh em hay lựa cây mà ra nhiều trái nhưng mà về các bạn trồng cho chất trồng nó không thích hợp, hoặc là cái chất trồng nó không đủ dinh dưỡng thì nó cũng chậm trái, nó cũng ít trái lại, do cái cách mình chăm sóc thôi. Còn cây cối nó đâu có biết được, thì do quý mình cho nó ăn thôi, nó ăn nó khỏe nó tốt thì nó sẽ ra trái nhiều đó. Cây này cũng tàn đều ha, nhưng mà nó có được cái nó có cái dáng hơi nghiêng nghiêng lùng lùng, cho nên cái độ chiều cao của nó lùng hơn cây bên đây tí. Cây bên đây thì cái chiều cao nó ngang cái đầu mình luôn, còn cây bên đây thì chiều cao nó chỉ có ngang cái cường cổ mình thôi, cái vai mình thôi, lùng hơn một tí ha bạn nè, lùng hơn một tí. Mà hai cây đều tàn đều hết ha, về anh em cứ tỉa thoải mái ha, mấy cây này nhánh cám nhiều. Rồi tiếp tục là cây 1B. 1B là lô cũng già cây ha, thì trong cái lô này thì có hai cây tứ quý, lô già cây 2,5 triệu. Nào, các bạn thấy già cây hoành căng khứ già không, còn cây lô chữ 3 nè nhìn khác xa nhau lắm nha các bạn. Đó, một trời một vực ha, như là hai anh em vậy đó. Cây này thì nếu mà đo đúng cái hoành của nó các bạn thấy không, đó, hoành nó cũng bằng cái cùm tay của mình luôn á. Thì trong cái lô này thì có một số cái lô cái cây cái hoành thân nó sẽ nhỏ hơn một tí, thì nữa mình soạn ra thì cây nào nó cái hoành thân nó nhỏ hơn tí thì mình sẽ giảm giá cho các bạn ha. Còn cái cây này là cái hoành thân đúc chuẩn của nó là nó to bằng cái cổ tay mình luôn nha các bạn, to bằng cổ tay mình luôn, mình không có lấy thước dây đo nhưng mà hào bằng cái cổ tay cho các bạn xem á. Còn cái này thì khỏi nói, cái này chỉ còn bằng hai ngón tay thôi, nhỏ hơn hai ngón tay một tí nữa nè. Sẵn quay cho các bạn xem cái kích thước của hai cây luôn nha, để các bạn nói sao nó giống nhau mà cái giá tiền nó khác nhau. Tại vì do mình quay video, khi mình quay xa ra rồi khi mình quay gần các bạn thấy nó to, nhưng mà thực chất là nó chênh lệch rất là nhiều nè các bạn thấy không. Cây 2,5 triệu khác, cây 1,3 triệu khác. Cây 1,3 triệu này thì các bạn về các bạn lên một cái chậu 1m rồi chơi rất là im. Còn cái cây này thì các bạn lên cái chậu 50cm thôi. Cái chậu như chậu này là tầm bằng chừng 40 nè, chậu này 40cm nè, nó tầm 40-50 là chơi được rồi. Còn chậu này các bạn có thể lên chậu 1m hoặc 1m2 ha. Đây này già cây đế, mấy cái này là vết sơn nè các bạn, nè nó đang bọc da, nó đang lớn rồi các bạn, và da của nó nè sần sần. Cây thì đang bông rất là nhiều ha, nó tỉnh cây là nó ra bông lại, ra bông nè. Cây này thì nó mới nhú bông thôi các bạn, chưa có đậu trái xanh ha. Khoảng tầm hơn chừng 4 đến 5 ngày thì nó sẽ ra trái xanh. Rồi 6 đến 7 ngày sau thì cái trái nó to lên rồi từ từ nó chín ha. Nó dao động tầm 1 tuần, tuần hơn các bạn. Cây này thì cái tàn nó cũng được nha. Thưa lá, hơi thưa lá một tí. Nhưng mà nó đang ra tược lại thì từ từ nó sẽ dày lá lại thôi. Nó dễ nhanh ra tược lắm các bạn, nhanh ra tược lắm. Chứ là anh em nào có mua nho về mà nó không ra tược á, thì các bạn có thể bón cho nó thêm cái phân NPK 20-15 ha, thì sẽ ra tược rất là nhiều nha. Đó, mà mình bón cái lượng vừa phải thôi, đừng có bón nhiều quá. Và mình bón cách ví dụ như cách 2 tháng mình bón một lần ha, 2 tháng bón một lần. Rồi khi mà nó ra tược đều hết vậy nè, đó, rồi cái tược nó xanh, nó đậm, nó già lá lại như vậy nè, đó, thì lúc đó nó mới bắt đầu nó nuôi bông lại ha các bạn. Đó, cho nên anh em mà chơi nho thân gỗ thì anh em cứ từ từ thông thả thôi, chứ đừng có gấp. Nhiều khi anh em mua nho về thấy chồng chừng 1 tháng, 2 tháng xong thấy trái, các bạn gấp, các bạn mua thuốc, các bạn xịt, các bạn kích rồi tùm lum hết thì cây nó sẽ bị sượng đó các bạn. Cứ để cho nó phát triển tự nhiên thì không sao.
nó tự nhiên tới lúc nào đó là nó sẽ ra bông cái trái lại, và nó ra lại là nó ra luôn chứ nó không có sừng lại nữa nha các bạn. Cây này cũng đang trái xanh nè. Cây này thì cái chiều cao của nó là tầm khoảng chừng 1m4 các bạn, nhưng mà ngang cái càm mình, ngang cái càm cái mũi mình luôn các bạn, 1m4. Thường thường mình sẽ độ chừng nha, còn anh em nào thích chiều cao với cái thông số chính xác thì các bạn có thể kêu mình đo lại. Còn những cái cây này mình chỉ hạo chừng thôi nha các bạn, chứ không có chính xác. Nhiều khi mình nói là tầm 1m4, 1m5 cái các bạn về đo tới thấp hơn 1m4 các bạn nói không chính xác, không có công nha. Nhiều anh em nào thích chính xác số đo thì nói mình đo lại nha. Rồi tiếp tục là cây mã 17A nha các bạn. 17A là lô tứ quý nha các bạn. Lô tứ quý, lô này lô 1,1 triệu nha. 1,1 triệu là cây này nó non cây hơn cái lô 1,3 triệu tí nha các bạn. Cái già của nó là nhìn nhìn ở ngoài mới dễ thấy nha các bạn, nhìn ngoài mới dễ thấy. Vì mình bán mình quen rồi, mình nhìn cái nước da là mình cũng hào hào được cái cây nào nó già hơn cây nào hết các bạn. Rồi mình nhìn, nói chung là nhìn tổng thể là mình sẽ biết được. Cho nên các bạn cũng yên tâm về giá nha, mình phân lô ra hết rồi các bạn cũng yên tâm. Cây này hiện đang ra trái nè, cái này ra trái thêm mấy đợt rồi đó các bạn. Lô này cũng là lô cũ lúc trước của mình nha, lô 1,1 triệu là cái lô giống như lô này nè đó. Nhưng mà cái bầu giải của nó các bạn thấy không, gông kêu đông á, có nghĩa là rất là lâu rồi, rồi dây bẹ cũng mục hết rồi, cho nên mình mới sang qua một cái chậu mũ như vậy để mình thêm chất chồng, để cho nó có chất chồng thì nó mới nuôi trái nè các bạn thấy không, nó có chất chồng thì nó mới nuôi trái. Nói chung là mình thêm chất chồng cho nó là nó sẽ nuôi trái lại. Còn nếu mà các bạn cứ để cái bầu giải này hoài, cứ để nó gông ghiêu hoài, chất chồng nó đã ăn hết phân rồi, thì nó sẽ rất là ít trái nha các bạn. Giống như cây này, cây này thì mình sau cái clip này thì mình cũng sẽ lên cho nó một cái chậu nữa nha các bạn, và mình thêm cái chất chồng giống như cây bên đây nha, để cho nó ra trái nhiều nha. Còn mình để lâu quá mình không có sang chậu để bầu đó hoài thì nó sẽ ra trái lai gai như hoài chứ nó không có trái nhiều. Và lá các bạn thấy cái lá nó rút lại nè, thiếu phân, thiếu phân lá nó nhỏ nó rút lại luôn, rút nó lá nó nhỏ xíu à, gí à. Còn cây bên đây là vô phân lại cái các bạn thấy lá nó to hơn rồi nó ra tược nè các bạn thấy không, thế là xanh mượt lên luôn, nó không có bị vàng lá, nó không có bị héo héo ha, và nó không bị rút lá lại luôn. Còn cây bên đây thì các bạn thấy rút lá gí gí lại luôn các bạn, thiếu phân là gì đó ha. Rồi cái lá nó ngã vàng vàng, quế quéo dần vàng đó. Cho nên các bạn cũng theo dõi lá các bạn cũng biết nè ha, thiếu phân nó gì đó, nó ngã lá vàng rồi cái nhánh nó khô khô đưa thưa, nhìn là mình biết liền. Hai cây cùng lô đó, nhưng mà một cây mình đã sang chậu mới và một cây vẫn để bầu giải cũ. Thì quay xong clip là mình sẽ sang cái chậu cho nó nha. Cây mã 7B ha, cũng cùng một lô là lô 1,1 triệu hết nha các bạn, 1,1 triệu hết. Chiều cao thì nó cũng ngang ngửa nhau đó các bạn, chiều cao ngang ngửa nhau ha. Nhưng mà một cây thì nó đã tùm tược rồi, do mình sang chậu mình thêm phân cho nó đớp tùm tược rồi. Còn một cây này thì nó còn hơi thưa ha, hơi thưa cái tàn một tí đó. Các bạn yên tâm, nếu mà anh em nào mà đã trồng nho thân gỗ hoặc là đã biết cách trồng cây ăn trái rồi thì những cái trường hợp đó nói anh em sẽ hiểu liền ha. Về các bạn có thể dưỡng lại nhanh lắm. Rồi tiếp tục ở trong cái lô này là mình có thêm một cái cây 10A ha, cái cây lô 2,5 triệu thôi nha các bạn, 2,5 triệu nè. Nó cây này nó cũng đang bị bể bầu nè, thì mấy cái bầu giải này nó đã cũng lâu rồi, nó mục hết rồi, cũng bị bể bầu rồi. Mình cũng để cho một cái chậu đây cho cố định để mình quay clip ha, thì không xong clip này mình sẽ sang cho nó một cái bầu hoàn chỉnh hơn rồi mình nịch gốc lại nha các bạn. Nó tuy bể bầu nhưng mà nó vẫn nuôi trái giống như cây đầu tiên của mình quay cho bạn xem á, nuôi trái bông rất là nhiều nè. Cái lô 2,5 triệu nè ha, đó lô 2,5 triệu là nó già cây, và cây là các bạn thấy nó ra bông ra trái, đặt cây luôn á. Rồi cái gốc nè ha, ra bông dưới gốc luôn nè các bạn, nè, ra bông dưới gốc nè ha, và da dẻ săn xù luôn các bạn. Cây này cũng dán bonsai luôn ha, dán chi kiển luôn, cái tàn nó cũng ở đây nè, ra bông nè. Bên trên đọt này cũng có bông nữa nè các bạn. Cây này thì cái tàn của nó cũng tròn các bạn, tàn cũng tròn ha.
tàn nó cũng im, nó tròn đó, tàn đều. Chiều cao của nó thì tầm khoảng chừng 1m4 ha. 1m4. Nói chung nó cũng ngang cái cần cổ mình luôn á. Còn cái này là giót trên đọt này thì nó cao qua đầu mình. Đây gà tược nè. Gà tược non rất là nhiều ha. Bình thường những cái lô mà 2,5 triệu này thì mình sẽ quay kỹ cho các bạn xem. Tại vì mình bỏ ra một cái số tiền lớn mà mình mua cây thì mình phải coi kỹ các bạn. Đó. Với lại nó lỗi cái gì hay là nó bị gì thì mình sẽ nói cho bạn biết nha. Cây thì hiện tại đang rất là tốt, nuôi tược, nuôi bông, nuôi lá rất là nhiều. Lá thì nó đã thay lá hết một lần đợt rồi. Quay cho bạn xem mà cái hướng bên đây ha các bạn. Thì anh em nào xem cái clip này các bạn có thể chọn mã nào thì nói mình chụp hình mình gửi lại. Chụp hình gửi lại thì cho các bạn xem kỹ lên tí ha. Quay hôm nay thì nó ngược nắng cho nên hơi tối một tí. Đó, cây nó vậy ha các bạn. Một cốt đi lên và đưa làm hai nhánh. Một nhánh thẳng nè và một nhánh xuyên ra ha. Đó, về các bạn có thể uống mấy cái tàn này theo ý thích của mình được ha. Tại vì mấy tàn này nhánh nhỏ nè, nó rất là dễ uống nè. Uống à. Hôm trước mình cũng quay cho các bạn xem cái cây mà ông anh mình uống rồi đó, ra trái rất là nhiều ha. Đó, thì cái cây đó là lô nó không già bằng cây này, cái này già hơn cái cây đó nữa đó mọi người. Ra trái trên đây nè, này có con trái nè. Tàn rất là đều ha. Rồi tiếp tục là cây 9B nha các bạn. 9B là qua cái lô nhỏ nha. Cái lô 12 vụ nha. 12 vụ 9B. Cây đang ra trái xanh. Đang bông nè. 12 vụ. Lô 1,1 triệu 3 xiếc nha các bạn. 1,1 triệu 3 xiếc 9B nha. Chiều cao của nó thì tầm khoảng chừng 1m2 đổ lại ha. 1m2 đổ lại. Rồi cuối cùng là cái cây tứ quý, cái cây tứ quý lô 350 nha. Đó, tại vì mình thấy nó đang ra tược xanh nè, với lại nó đang ra một cái nhóm bông nè. Cho nên đem mình quay luôn nha các bạn. Thì cái lô này cũng còn ít cho nên mình ít khi đem ra quay lắm. Đang nhóm bông nè, đây nè. Đó, trượt bông của nó các bạn. Được ra một tược thôi. Thì khoảng tầm chừng 2-3 ngày sẽ ra trái xanh. Thì ra trái xanh thì mình quay lại cho các bạn xem. Này, cái này nó cũng ra được mấy cái tược bông mà nó khô nó rụng các bạn. Thường thường bông nó ra nó khô rụng thì nó sẽ để là chấm mụn ha. Nó đang ra tược lại nè. Tại vì để trong cái bầu đất nhỏ quá, không có đủ phân. Đó, cái này là chỉ có các bạn về các bạn thêm chất trồng vô. Đây cũng được một cái tược bông nữa nè. Đó. Đây cũng được một tược bông nha. Đây cũng có tược bông nè, nói chung nó cũng đang ra bông rất là nhiều các bạn. Khoảng tầm khoảng chừng 2-3 ngày sau đây nữa nè. 2-3 ngày sau là mấy tược bông này sẽ bự lên ha. Còn nếu mà nó không đủ chất á thì nó sẽ khô. Nó khô và nó héo, nó rụng. Cây này thì được hai nhánh nè, 300 nha các bạn. Ủa 350 nha các bạn. 350 bao ship nè. Cây này chiều cao của nó cũng khá cao nè, tầm 1m đó các bạn. Cao tầm 1m luôn. Cũng nhanh lớn lắm các bạn. Rồi nãy giờ là mình giao lưu với các bạn là tất cả các mã rồi đó. Anh em nào thích mã nào thì nói mình sẽ chụp hình lại cái mã đó cho các bạn xem ha. Xem kỹ lại ha. Hay là mẹ mình xong cái video là mẹ mình sẽ nịch lại cái nào bể chậu hay là nào xúc sổ thì mình sẽ nịch lại ha các bạn. Rồi mình chào các bạn nha.